Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi thì trong tập ngày hôm trước chúng ta rất là may mắn luôn khi đã thu phục thành công em Latias. Và mình cũng đã bắt được một em Jangu có chiêu Phone Sweep rồi nha. Rồi trong thời gian offline thì mình cũng đã đi dọn dẹp những cái rương của mình, cũng như là khám phá lấy đồ rất là nhiều nơi luôn rồi nha anh em ơi. Tập ngày hôm nay thì để mình khám phá luôn cái thuyền Swanna này nha. Đây là thuyền của một em Swanna, hình dáng nó rất là giống một cái em Swanna luôn. Hello. Và mình nghe nói đây là một cái thuyền tình yêu đó anh em ạ. Ui ôi, được một cái baby mắt ạ. Rồi cái barrel này có được lớp bon. Ui, rare candy. Sao lần này nó cho mình nhiều rare candy thế nhờ? Quá phê. Rồi để mình đi xuống tầng coi thử nha. Trên tầng thì nó có luôn up on. Và đây là một cái gì đây? Lob switch. Có một cái rương. Chúng ta có thêm star switch nữa nè. Mình chưa có biết những cái switch này để làm cái gì á. Ai biết thì nhớ comment phía bên dưới cho mình nha. Rồi để mình đi xuống tầng dưới luôn. Tầng này không có gì hết. Tầng dưới cùng. Tầng dưới cùng lại thêm 4 cái rare candy nữa. Trời ơi, cái gì mà cho tôi lắm rare candy quá vậy. Và rất là nhiều đồ đạc luôn nha các anh em. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một cái Schooler Box. Cái này ngon nè. Cái này chúng ta có thể tận dụng để mà để đồ được. Trước tiên thì mình chỉ lấy những cái món vật phẩm cần ra thôi. Cái Schooler Box này chúng ta có thể dùng để mà chứa những cái ba lô này được nha anh em. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và đập ra thì nó sẽ giữ đồ bên trong cho chúng ta đó. Ui, mình được thêm nước gịch nè. Được thêm một cái Pokebat. Một cái Pokebat màu xanh nữa. Trời ơi, đồ ở đây nhiều quá vậy. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ tiến hành dọn dẹp đồ một cái đã. Các bạn nhìn nè, đồ mình nhiều chưa? Kinh khủng khiếp luôn đó. Rồi ok, thế là chúng ta đã khám phá xong cái thuyền của Swanna. Và cái thuyền này nó được khá là nhiều những cái rare candy nha. Thời gian offline thì mình đã có đi lấy rất là nhiều những cái rương từ sạp rồi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào cái Land Chalice này thôi nha các bạn ơi. Land Chalice. Rồi, có rương gì không? Wow, một cái kiến trúc nhưng mà không có rương gì hết trơn vậy. Ok, xong một cái. Wow, dưới đây còn khá là nhiều nhà đấy các bạn ạ. Ok, tiếp tục là cái nhà này đi. Có rương nhưng mà giấu đây đúng không? Đây là đồ plasma. Wow, cũng ngon lành cành đào đó ha. Ok, còn gì nữa không? Tiếp bên này. Wow, trainer cấp 35 hả? Dưới tầng có gì hết không? Ui chà, dưới tầng cũng có dấu đồ nữa nha các bạn. Để ý thật là kỹ vào. Ok. Những cái món vật phẩm nó cũng khá là bình thường thôi. Chưa có gì đặc biệt lắm. Rồi chỗ này là hình như là một cái trạm để dừng nghỉ thôi. Chúng ta đi vào được không? Ổng có đi vào được hả? Đi vào bằng cửa. Vào đường tắt người ta không cho anh em ạ. Wow, toàn là đồ plasma thôi. Nhà này thì có một cái rương. Wow, chúng ta được cái gì đây? Metal cord, ngon. Wow, dưới đây có cả một cái em. Đây là Glassly thì phải. Glassly. Đọc cũng lẹo cái lưỡi tôi luôn à. Rồi, em này thì mình sẽ tiến hành dùng Liverbone thôi. Raikou ra trận. Và đơn giản nha. Là một miếng thịt bò coi. Nhà phía bên dưới này có gì không? Có rương gì không? Không có rương anh em ạ. Mình thấy nó có một cái máy cắt đá thì vậy. Không có rương. Rồi mình tới những cái ngôi nhà kế tiếp nha. Mấy ngôi nhà này thì sao? Có đường vào nè. Có rương gì không? Có dấu rương gì dưới đây không?
Không có dấu gì hết trơn hết. Wow, tính ra nhiều kiến trúc nhưng mà nó không có gì hết trơn ha. Ui, mình thấy tượng của Isis nè anh em à. Ghê chưa? Nhìn sợ đấy, uy nghiêm thật sự ạ. Rồi. À, dưới đây còn có nhà nữa. Wow, nhà nhiều phết đấy. Nhưng mà nhà này thì cũng không có rương luôn. Cũng như không. Trời ơi. Tôi cứ tưởng là gì đó xịn sò chứ. Còn ngôi nhà này thì sao? Uầy, có cái banner hả? Đây là Grey Banner. Wow. Đồ nhiều phết đó nha. Rồi. Và một trainer hả? Dường như chúng ta đã đi hết những cái ngôi nhà xung quanh rồi các bạn ạ. Ở đây mình thấy có một cái gì đây nè. Hình như mình có thể dùng búa để mà gõ ra được nha. Chúng ta có búa kim cương mà. Gõ thử rồi. À. Gõ mình thấy nó giảm giảm xuống. À, đây rồi. Gõ tiếp được nữa không ta? Hình như là hết được rồi các bạn ạ. Ồ, chúng ta được Rockai Stumblestone. Hay nhá. Ra là những cái viên pha lê này chúng ta có thể dùng búa để gõ được. Ngon lành đấy chứ. Vào trong này thì sẽ có boss hả? Ok. Boss thì tôi cũng không ngán đâu. Cấp thấp mà. Chúng ta sẽ tiến hành đi thách đấu cái Len Charlie này luôn nha các bạn ơi. Đang nghĩ cái quên mất tiêu. Giành cứu thỏ em boss đầu tiên nha. Ok, tiếp tục. Ồ, cấp 48 à. Là Mew hả? Lay Mew đúng không? Ôi à, không bay sát thương hả? Rin phát coi. Dẫn của tỏi nha. Toxic Rod. Ôi, chưa ăn thua anh em ạ. Em đã bút xấu mình cái gì đó rồi. Dẫn của tỏi luôn. Rồi. Stunky hả? Đít chẹt một phát nữa. Và dánh củ tỏi luôn nha. Ok. Chỗ này là một cái Axe Charlie nè. Ủa, nãy tụi ngay sớt nó nằm đâu vậy? Ủa. Thôi, đi đánh trước đi. Giờ cũng chưa rõ nữa anh em ạ. Hay là nó nằm ở dưới chân của cái Grand Land Axe Charlie này ta? Toxic Rod. Ui, giật điện là dãnh của tỏi hết. Rodgen cũng dãnh của tỏi luôn. Rồi. Tiếp theo là Stunky. Stunky nè, một hit. Audum, hai hit. Em nào nữa? Toxic Rod, ba hit. Dãnh của tỏi luôn. Nhanh gọn lẹ. Ok, bây giờ đi đánh boss nha các bạn ơi. Đây là boss rare hả? Hàng hiếm. Revival. Ok, xài chiêu Thunder luôn. Hả? Gì đánh đau vậy? Lava lùm thử coi. Ui trời ơi, em mày đánh đau vãi chưởng anh em à. Toàn tôi rồi. Chà, kiểu này hơi khoai đấy. Hy vọng không rảnh luôn Raiden. Ui ôi, kiểu này chắc không có đủ máu để mà chơi rồi anh em à. Vậy thì để mình đổi Pokemon đi. Latios ra trận. Trời ơi đánh kìa, MVVO này tốc độ nhanh thế. Icicle Crush. À, vậy chúng ta tạm dừng cái cuộc chiến đây đi. Đúng khổ. Rayquaza xuất hiện rồi em ạ. Ui, phải nồi. Ui, Rayquaza. Phải trưởng thật.
Ôi chà, Rayquaza nha. Mình xài chiêu Alcatel một phát đi ha. Rayquaza thì chắc mang hệ rồng quá, hệ bay quá. Sắc Restore thử rồi. Ôi. Ôi chà, em này em chơi Mega đây mà. Hả? Chơi lớn quá vậy? Bạn gì đó ơi, sao bạn chơi lớn quá? Mình thích ứng không nổi. Rồi, một quả respawn nữa coi. Mình không có quăng Whipball ra. Respawn không thành công rồi. Mình xài thử chiêu crin này nha anh em. Ôi, chú Crin mất máu nhiều quá vậy. Ok. À, Whipball còn 20 quả nè. Trời ơi, vậy mà nãy không quăng. Thật ra thì Rayquaza mình vẫn có thể sử dụng Heavy Ball được. Nhưng mà mình không có mua rồi. Hơi khoai anh em ạ. Mình sẽ tạm thời bắt bằng Thunder Ball nha. Chúng ta sẽ cố spam trên 10 quả là được. Cố lên Rayquaza. Wow, hàng Mega anh em ạ. Xịn vãi. Thôi để mình hồi phục lại sức khỏe trước cái đã. Raikou nè. Hồi phục trước cái đi. Bây giờ tuy là hồi phục nhưng mà quánh cũng đau như thường anh em ạ. Thôi tiếp tục ở Thunderbolt thứ hai thôi. Cố lên nào. Trời ơi, chưa gì mới đầu video đã gặp được Rayquaza rồi. Còn là hàng Mega nữa anh em nhìn nè. Đẹp phải. Thunderbolt. Ủa không thành công. Ui, các bạn coi nó cấu máu của em Raikou của mình kìa. Ghê gớm chưa? Rồi, vẫn tiếp tục là Thunderbolt coi. Nãy giờ spam rất là nhiều rồi đó. Ôi, chưa chịu khuất phục luôn. Rất là khó nhằn nha. Không sao, mình đang có 137 quả lận. Cố lên. Dù gì thì phải bắt được em này trong tập ngày hôm nay. Ôi ôi, hình như em đang tự dần cấu máu của em rồi. Chắc hết chiêu rồi sao anh em à. Rồi, tên này mà không được nữa thì thôi luôn á. Xui luôn. Và ơi trời ơi, có bắt thế nhờ, có bắt vãi cho anh em à. Thất bại đầu tiên trong tập ngày hôm nay. Xui luôn. Ui, em Giang Gu này mình vẫn cứ cầm theo để luyện đi ha. Khi nào mà em mạnh rồi mình tính tiếp đi. Đây là Clefable hả? Ok. Em này mình sẽ bắt luôn bằng Whipball đi. Wow, những em như thế này nó rất là khó xuất hiện nha. Bắt đầu tôi khoái bản mod này rồi đó. Ôi chà. Càng đấy. Không được thì tôi xài Clefable hả? Xài Liverball thử coi. Liverburn. Và ui, Liverburn thành công nè. Trời ơi, phải chi bắt Rayquaza nó cũng dễ vậy. Để mình đi khám phá thêm một cái vùng đất nữa đi. Chỗ này có một cái đen hả? Đen gì đây? Pokemon hệ bọ và hệ độc hả? Ôi thì Dustock chắc xác định với lại Latios của tôi rồi nha. Hệ bọ thì thôi. À mình quên mất. Phải là hệ cỏ thì mới ra hệ băng nó mới gấp đôi sát thương chứ nhờ. Nhưng mà không sao, vẫn đam mạnh đấy. Ui em này
cho dính đập hết tất cả dàn Pokemon luôn rồi. Ghê quá. Rồi để mình xài một chiêu nữa. Avalanche. Ủy, mới mất có một giáp thôi, mất hai giáp rồi nè. Và rảnh luôn không? Ui, hai tên rồi đó anh em ạ. Ở đây rồi, 16%. Và rảnh cứu tỏi nha. Đêm nay thì mình sẽ bắt luôn thằng Nespawn thử đi. Trời ơi, không thành công rồi. Xui quá. Ui, nhìn nó to quá vậy. À, hình như đây chính là hội quán hệ cỏ anh em ạ. Rat Gym. Ồ, nó khác cái Water Gym nha. Ok. Có đường xuống không? Hello, ai đây? Christy. Rat Gym. Rồi, lối vào đâu? Để tôi coi thử coi. À, có biển tên anh em, Red Kim đàng hoàng. Thôi, từ từ đi đấu sau nha. Red Kim. Mấy tập đầu mà đi đấu thì nó cũng hơi sớm quá. Hello. Ui. Tượng Aegis hệ cỏ hả? Ui, vãi chưởng à, đẹp vậy. À, đây là một cái thánh đường. Đường này đang bắt giữ Aegis hay cỏ nè. Wow. Hello. Để mình luyện cấp cho Zangu đi. Ui, ông tiến sĩ có được hồi bổ môn cổ đại hả? Gớm đấy. Archen đúng không? Archen một em. Tiếp tục Grimer. Ui, chưa giảnh được. Càng đấy, Grimer. Ui, trâu thế. Trâu quá anh em à. Chưa dẫn của tối được. Mình sợ chưa Crush Claw đi. Aerodactyl. Hên quá, là Pokemon chỉ mới level 28 thôi. Trời ơi, dẫn củ tỏi luôn. Và Zangu của mình nó đã lên được cấp 37 rồi nè. Ngon. Kabutop hả? Tiễn dòng luôn nha. Kabutop. Ok. Ngọn lành canh đào rồi đó. Chỗ này thì có một cái hộ quan hệ lá trước. Bên này thì có cái gì đây? Ừ. Lava ở đâu đây vậy? Ghê quá. Trainer. Bên này thì có rương nè. Ui, rương có đồ luôn. Ngon. Trên tầng có gì hot đâu. Ơ ê, xem tí là tôi quên chỗ này rồi đó. Wow, rất là nhiều công cụ anh em ơi. Lên trên tầng xem như thế nào. Còn gì hot nữa không? Máy cắt đá hết rồi. Ngoài sảnh. Ngoài đây thì có. Ui, một cái rương hả? Kiếm vàng hả? Kiếm vàng chắc không cần đâu. Ở đây nó cháy ghê quá, nghe tiếng cháy không à. Trời bái. Rồi phía này là cái nhà gì đây? Nhà gì ta? Ồ, shopkeeper. Ủa, bán Hillborn hả? Hillborn này thì tạm không có cần nè. Ui, sao 3-4 ông đâu vô đây đứng vậy? Tụ tập đây quá ha. Ui, trong này nhiều đồ quá anh em ạ. Trên tầng còn đồ nữa không? Cái này có beetroot. Ở đây rồi, còn đồ nè. Dâu dâu diêm diêm. Trong này, ui, có trainer nữa hả? Tính chạy đâu, chạy nhanh lắm ha. Persuade. Ui, chiêu này đam yếu quá nhở. Tiếp tục Persuade phát nữa. Ui, hai phát.
Không ăn thua. Em xài chiêu Whirlpool. Nhìn nó đẹp ha. Lambert à, dẫn một em. Tiếp theo Paracuda. Ui, đau nha, đau nha. Dẫn cứu tỏi luôn. Rồi, xong rồi đó. Và trên tầng thượng thì có gì không? Đây là giày của Lipstone hả? Ồ, một cái ghế hình con ếch. Ngoài ra còn cái gì nữa không? À, còn tủ đồ. Gì đây, gì đây? Một em pincher em ạ. À, cấp 50 luôn. Wow, bắt luôn nha. Trời ơi, hiếm mà tôi gặp mấy em này lắm. Giờ gặp là bắt thôi. Bitbon phá thành công luôn. Wow, bỏ cái bọn hệ bọ của mình. Có em Kakuna nè. Lụm luôn chứ. Em này thì mình sẽ bắt bằng Nespawn nha các bạn. Nespawn hả? Là sử dụng để bắt những cái em Pokemon mà level nó thấp như này nè. Nó còn hiệu quả hơn Liverpool nữa đó. Đó. Ý, còn một em nữa. Đây là Puizo. Bắt luôn. Sẵn đang có mấy quả Nespawn thị phạm luôn nha các bạn. Nhưng mà Nespawn thì chúng ta chỉ nên sử dụng cho những Pokemon mà dưới level 36 thôi nha. Đó, level cao quá là không được. Nên thử một phát không em nhỉ? Đây là Pirill, Pokemon Mega. Chúng ta phải thử thôi. Tinh đơn phát đi. Ồ, câu được cũng khá nhiều máu đó. Nhưng mà quan trọng là bây giờ mình hồi máu lại thì nó có ăn thua hay không. Rồi, gửi qua Charizard. À, đánh Charizard cũng không đau lắm. Nhưng mà mình sẽ tận dụng để mà mình hồi lại cái lượng máu đã mất cho Raikou cái đã. Ok, giờ mình đổi qua Zangu. Và chúng ta lại tiếp tục. Hồi lại cho Raikou đi. Mình nghĩ là mình có thể đánh được đó. Cố lên, Raikou. Xài kêu Discharge này đi. Ui, nó có máu cũng đau phết anh em. Rồi, cái Discharge. À, bị Telecona, ngon lành. Discharge phát nữa. Ôi, dãnh luôn Raikou ạ. À, vãi chưởng thật. Be real. Em này mà mình dùng Lava Plume thì có vẻ là ngon đấy. Đây rồi, Lava Plume có tác dụng rất là cao luôn. Tiếp tục một phát Lava Plume nữa coi. Ui, và đây rồi, em Pokemon Mega đầu tiên. À, đây rồi, mình sẽ lấy cái dây chuyền nha các bạn ơi. Hay lấy cái kính ra, lấy cái kính đi. Đây rồi, chúng ta đã có Pokemon Mega rồi nha. Trước tiên thì mình đã có được Pirulai. Đó, vật phẩm để mà Mega Pirul rồi nè. Tưởng của một em gì đó em ạ. Đây là Decidueye. Ồ, là Pokemon cấp 3 nè. Hệ cỏ được vậy. À, Melota spawn kìa. Đâu rồi, em này thì để mình đi ngủ một phát đi. Đây rồi, Melota Legendary thứ hai trong tập ngày hôm nay. À, hình như là Mystical thì phải. Trước mắt thì mình dùng Raikou để mình bắt trước đi. Đây nè, quả đầu tiên mình sẽ xài đó chính là Whipple. Đó. Đây, Whipple đã trận. Ui, đau nha. Dragon Claw thử coi.
Mình lo thì cũng câu máu ok đó. Ok, thiết nghĩ là chúng ta nên dùng Dragon Claw trước anh em ạ. Rồi, giờ đi hồi phục lại sức khỏe cho Charizard trước đi nè. Chịu đam, hơi khổ. Dragon Claw tiếp tục. Em này có quýt đắc thắt á, nên là em đánh trước mình á, rất là nhanh luôn. Dragon Claw phát coi. Rồi, đừng phát nữa nè. Ok, mình nghĩ là với cái lượng máu như thế này á thì mình sẽ tiến hành đổi Pokemon đi. Chúng ta đổi qua Zangu. Zangu sẽ dùng Force Sweep nha. Ui ôi, mới ra trận mà đã bị ăn đập rồi. Zangu thì mình sẽ xài hai nắp chút. Zangu máu ít mà. Rồi, Force Sweep thôi anh em ạ. Ôi, không có nổi luôn á. Thôi, vậy thì để mình áp đảo em luôn. Rồi, giờ có thể yên tâm dùng Thamoan một thời gian nữa rồi. Và lần này, ồ, chưa được luôn. Mình cứ tưởng là được rồi anh em à, nhưng mà chưa. Không sao, ta vẫn còn cơ hội, chúng ta vẫn còn cơ hội, cố lên cố lên. Trời ơi, từ một người rất là nhiều Thamoan bây giờ tôi đã còn rất là ít Thamoan rồi. Tất cả là tại Rayquaza một em nè, Milota là em nữa nè. Trời ơi, à đây đổi chỗ Thamoan rồi, hay quá. Hồi lại máu thôi. Mình sợ ém hẹo thôi anh em à. Chứ vấn đề mà, cái vấn đề mà bóng của mình nó rất là nhiều. Cứ sợ ém hẹo thôi. Thamoban vẫn chưa được. Liverborn thôi. Thử có tác dụng gì không? Liverborn phá lần này. Em thứ hai rồi đó mọi người ạ. Ok, và thế là chúng ta đã khám phá xong cái quần thể Red Gym rồi nè. Giờ để mình qua cái kiến trúc khác nha các bạn ơi. Trời ơi, tập ngày hôm nay không có duyên với lại mấy em huyền thoại huyền ảo rồi. Ở bên này mình thấy có một cái tòa tháp gì đó. Chúng ta qua thử coi. Như là Pokestop. Có thể lắm. Hello, tháp gì đây? Ôi, mình mở ra không được anh em à. Vì vậy vàng này thì chắc tôi phải lấy đi rồi. Ồ đây, Relic Crown, cái này có thể bán được nè anh em. Ồ, anti-spawn đây rồi. Ok, một em cứu rỗi cuộc đời của tôi đã xuất hiện. Anti anh em à, anti. Quả đầu tiên mình vẫn dùng Whitbon thôi. Ui, Whitbon không thành công rồi. Ok, vậy thì mình sẽ tiến hành cấu máu của em. Awatel. Awatel. Ui, đang bị hỗn loạn rồi anh em à. Ui, bị cháy luôn rồi.
con máu cũng mới xương xương à. Không được. Lần này thì mình sẽ hồi phục lại cho Kirio cái đã. NT đúng không? Một hit là 29% sát thương. Để mình hit một phát nữa coi. Coi nó đúng đam không cái đã. Ui. Bị hỗn loạn anh em à, nên là không có tung chiêu được. Minty này cao tay quá. À quá theo. Ủa rảnh luôn rồi. Ok. Vậy thì mình cho Charizard ra trận vậy. Có được ít máu quá. Chỗ này coi bộ không ổn rồi. Đây rồi. Mặc máu rồi đó. Ít ra cũng phải vậy. Tiếp tục là Dragonlaw. Ủa. Menti critical sát thương hả? Hồi lấy máu nè. Ôi. Nói cha. Em xài chiêu gì vậy? Mày ra đau nha. Đau đó. Dragonclaw tiếp tục. Ủi, dánh của tỏi luôn rồi. Zangu ra trận thế được không? Zangu. Red Claw này đi. Câu đường tí máu nào không? Ừ, cũng đường tí đó. Ok, có cố gắng. Trời ơi, dánh của tỏi luôn. Cố gắng cái gì nữa? Raiden. Raiden đã làm tăng cơ một tí. Để mình hồi sinh là Charizard nè. Hồi sinh là Kirio nữa. Ok, lần này ít sát thương hơn nè. Thiết nghĩ là mình nên dùng chiêu Awatel nha anh em. Dùng được chiêu chưa? Awatel. Ôi, đây rồi. 2.7% máu. NT. Đối với em này thì mình sẽ thử sử dụng Ultra Ball thử coi. 5 quả Ultra Ball trước nha anh em. Cái lượng máu ít như thế này thì chúng ta cứ thử sử dụng thôi. Ôi. Ồ, thế là mình bắt được MT hả? Trời. Nãy giờ thất bại hoài, tôi tưởng em này lao đầu vô chết. Yes. Ôi. Trời ơi. Gặp ba em Rayquaza, Meloetta và NT thì mình mới bắt được một em đó các bạn ạ. Đấy rồi, một trong bộ ba NT Sukun Rayquil nha. Em này thì tăng defense nhưng mà trừ special defense, kích thước là small hả, nhỏ. Ui, chiêu có cả Sacred Fire nè, Emperor nè, Flamewell và Swagger. Trời ơi. Mình cứ tưởng là thất bại nhưng mà không. Chúng ta không thất bại anh em ơi. Cái việc luyện cấp Zangu này mình nghĩ là mình để sau đi. Bây giờ mình đi luyện cấp thì luyện không nổi đó. Rồi. Giờ đi bán mớ đồ nha các bạn ơi. Để mình kiểm tra đây. Trong đây bán cái loại bon gì? Nest bon, wood bon. Đây rồi, có wood bon rồi. Có nest bon nữa, lơ bon nữa. Ok. Bán cái vương miện cổ đại nè, được 50.000 đó các bạn ơi. Kinh khủng chưa? Hiện tại là chúng ta đang có được 209.000. Rồi, để mình kiểm tra coi. Ba lô của mình đang thiếu Lurbon nè, Nestbon nè. Whipbon thì nó cũng chỉ có ít thôi. Ok, mình sẽ mua một tắc Whipbon trước nha. Một tắc Whipbon nè. Một tắc Nestbon nè. Một tắc Lurbon nè. Ok.
Thì cái lơ bon này á, thì mình có thể dùng để mà câu cá các bạn ơi. Tại vì mấy hôm nay mình cũng có cái số lượng cần câu khá là nhiều á. Mình thấy một em Mr. Mai nè anh em ơi. Chắc bắt luôn quá. Mới tậu một stack whipbon mà. Bắt luôn vậy. Mr. Mai. Mấy hôm nay thì thường hiếm xuất hiện ha. Bây giờ nó xuất hiện nhiều quá. Mới lụm thôi. Bắt không được rồi đó nha. Tôi thấy mùi đó. Không được thì chắc cho Kido ra trận đi. Mr. Mai này chắc hệ thường chứ nhờ. Mình quên ném hệ gì mất tiêu rồi. Xài chiêu hệ nước chắc không sao đâu. Ai qua theo phát coi. Được, được. Vẫn sống được. Ok, sẵn ở dưới tán cây thì mình thử bắt bằng Dustbone thử nha. Ồ, Dustbone còn hai mấy quả à hả? Chắc phải mua thêm một stack Dustbone rồi. Và Dustbone. Ủa, không thành công rồi. Tiếp tục là Dustbone. Và lần này yes à, ít ra nó cũng phải vậy chứ. Chắc là không có đường vào không. Ui, phá đồ ra được chứ. Ui, chỗ đây thì có khá là nhiều đồ đó. Xương nữa chứ. Ui, 500 hả? Đây là mắc nét anh em ạ. À, tăng sức mạnh cho Pokemon hạ điện. Hết rồi. Ồ, coi như đây là một cái hầm mộ của ai đó. Mà chúng ta đã lỡ phá mộ chạy vào mất tiêu rồi. Hay, không ngờ luôn á. Một cái vương miện cổ đại nữa. Về bán thêm tiền nữa anh em à. Về luôn. Vậy đây có một em Crowdon nè. Crowdon. Chắc là mém luôn quá. Crowdon. Whitbon trước đi ha. Tôm hùm cấp 2 anh em ơi. Hàng xịn đó. Thấy là phải bắt liền. Có giá trị lắm đó nha. Whitbon phá lần này. À, thành công nè. Phá vậy chứ. Chúng ta đã có được 7% Pokédex rồi nè. Biết là hôm nay mình gặp Rayquaza nhưng mà không có bắt được nè, xui quá. Bên đây có Old Fisherman nha anh em. Zacian spawn anh em. À, lại thêm một em Legendary khác nữa. Không biết là Legendary hay là Mystical đây. Hình như đây là Pokemon liên quan tới kiếm và khiên thì phải. À, và đây trên đầu mình rồi. Ui, tiếng của em kìa. À, đây chính là Zacian hả? Pokemon hệ tiên. Thôi làm phát va chạm. À, quên. Whitbon trước chứ. Chưa gì mà đòi va chạm ta rồi. Ôi, Zacian, Pokemon kiếm hả? Mình thấy em ngậm cái kiếm kìa anh em. Phải không? Wow, nhìn đẹp phải chưởng ạ. Thử một phát đi. Giật điện tê tê luôn. Thử một phát giật điện nữa đi. Rồi, tê tê luôn, được rồi anh em. Quá đủ rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành bắt em luôn nha. Kim Zacian này á, chúng ta có thể bắt bằng Heavy Ball được. Nhưng mà hiện tại mình không có Heavy Ball mới đau quá chứ. Rồi, quả Ultra Ball thứ ba của mình. Cố lên. Và lần này ôi, sao mình thấy Ultra Ball nó có khả năng bắt được cái nhờ. Khả năng cao đó anh em à. Ôi, spam thêm vậy. Ba lần rồi nè.
Ừ, các bạn có thấy cái tương lai sáng lạng của chúng ta không? Em này có chiêu Moonblast anh em ạ. Có chịu lắm. Tiếp tục quả thứ 5 đi. Ultra ba lần rồi nè. Mình thấy nó khả quan kiểu gì á. Bây giờ qua Thunderbolt thì hơi chật vật đây nè. À cũng biết đâu được anh em. Thunderbolt. Không được. Tưởng được á chứ. Không được thì thôi, hồi máu gì đâu mà căng quá. À. Em này vẫn đang bị tê liệt nha. Chưa có giải trừ được cái tê liệt. Ồ, tê liệt không thể di chuyển à. Đã chưa? Thế thì Thunderbolt thôi. Thời khắc cho chúng ta spam bóng đây rồi. Quả thứ hai. Và lần này. Yes. Quá đã. Zacian. Đây rồi anh em ơi. Rồi. Trước tiên để mình đi bán đồ cho hết cái đã. Rồi cho mình sẽ tính tiếp nha. Ôi quên, sẵn hồi phục cho em mình vừa bắt luôn. Đó chính là Zacian. Ôi em này là Hero of Many Party Form. Và em có mang một cái kiếm. Ồ, kiếm này đã chuyển form hả? Hay nha. Tạm cất đó đi anh em. Rồi, Zacian. Ngon lành. Zacian. Ủa, em này xuất hiện tại vùng rừng Bạch Dương hả? Hệ tiên tăng speed, trời biết ngay. Skill Moonblast nè. Kích thước là rune nên mà kích thước nhỏ. Nhưng mà không sao. Ui, mình thấy một em boss legendary nè. Hay là chúng ta thử coi. Đây là Widow hả? Quýt đồ với tôi. Boss Legendary luôn anh em ạ. À. Lâu rồi mới gặp những em như thế này đó. Không biết có rớt cho mình cái gì không. Chảnh củ tỏi luôn. Ủa, Dynamax Candy. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày nay chúng ta đã rất là may mắn luôn. Khi mà đã có được hai em Legendary nữa. Đó chính là Entei và Zacian rồi nha. Đó, ngoài ra thì mình cũng đã có được cái vòng tay Mega rồi. Chính xác là cái kính Mega của mình nè. Đó chúng ta có những cái lựa chọn. Chắc trong thời gian offline mình sẽ tiến hành đi thu thập thêm những cái trái Apricorn nè. Và học cái bộ skill chuẩn cho Jason cũng như là NT nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Thank you.